Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay, ngày 6 tháng 12, em chia sẻ anh em tất cả là 48 sản phẩm, bao gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu của Nhật Việt Thụy Sĩ. Đặc biệt, phiên hôm nay em sẽ là một phiên giảm giá tất cả những cái chiếc đồng hồ và mắt kính lên đến 50% anh em, từ 30 đến 50%. Thì cũng như những cái lô trước em có giảm giá thì tầm khoảng vài tháng thì em sẽ có một lô sale off là lô tương tự như vậy anh em. Tất cả đều là những mặt hàng mà em đã bán, đang bán rồi hoặc là chưa đang bán, đều là hàng chính hãng và là những hàng nội địa của Nhật Việt Thụy Sĩ anh em nghe. Em sẽ mở máy một số chiếc pin và chiếc cơ để anh em xem cái máy là để mình xác minh nghe. Thì cái lô này á, từ đồng hồ cơ là góc dưới anh em, từ đây tới mắt kính lên đồng hồ pin á, thì nó sẽ từ 300 thôi anh em nghe, từ 300 thôi là pin của nam, pin nữ thì 150 anh em, pin nữ tới góc này này chỉ 150 thôi. Còn đồng hồ cơ thì nó tùy giá. Rất cảm ơn tất cả anh em thời gian qua ủng hộ kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất. Em chia sẻ con số 1. Con này là Seiko 5 anh em. 600, một chiếc Seiko 5 chạy máy automatic. Cái bản này sẽ có lịch thử một ngày anh em nghe. Thử một ngày chỉnh nhanh hết luôn. Đó, chữ Seiko này. Dây khóa nguyên zin. Chạy dòng máy 726. Cái dòng máy này thì nó đóng cho những con đồng hồ Seiko quân đội mình lộ cơ đây, hoặc là Seiko 5 bình thường á. Thì nó đóng tương tự như vậy. Của máy này 726 chạy 21 chân kính. Máy này chạy rất trơn tru anh em nghe. Cầm lên là nó chạy liền. Máy còn rất mới luôn. Gia khóa nguyên zin của Seiko. Con này có một cái ba lăng chân kính, bằng cái trụ ba lăng ngay chỗ có một cái chân kính màu tím khá đẹp này. Độ mới con này rất cao. Những chiếc này thì mình dùng đi làm bình thường anh em nghe. Số 1600. Em đo cái dây tay, con này dây tay còn dài lắm. Rất dài anh em, tầm khoảng tới 17 năm á, 17 năm đổ lại. Ở trong đây còn 3 4 mắt này, 3 4 cái chốt dài thì tầm khoảng 18. Con này xe mặt 35,67 anh em. Khá ổn. Số 1600. Mã số 2. 1,4 triệu, một chiếc Rado Song Kiếm anh em nghe. Chiếc này là Rolex Song Kiếm, mặt vàng. Rất đẹp anh em, mặt gần như không có dấu vết. Mới keng luôn. Chiếc này thì nó sẽ hỗ trợ cái lịch thứ lịch ngày được nhanh hết anh em. Nó có một thêm thứ tiếng này, không biết tiếng nha. Tiếng Pháp hay tiếng gì đó. Đây, lịch thứ lịch ngày được nhanh hết luôn. Có hộ được có tay. Dây cũng rất dài anh em, dây của Rado luôn. Con này nắp đáy ba ngựa anh em nghe. Dòng chạy máy ETA thường nắp đáy sẽ ba cái ngựa. Để mới hơn chút xíu. Con này thì mã số 2 1,4 triệu. Dây còn rất dài đi. Vô cùng dài luôn. Lên tay cũng rất hay. Đúng ring. Có logo mỏ neo. Máy có hộ trợ cốt tay. Chiếc này là size 30... 33 vuông anh em nghe, 33 hơn chút xíu, 33 vuông. Cái chiều dọc của nó là tới 37,8 anh em. Khá là to đó. Số 2 1,4 triệu. Thì cái video này nó sẽ lâu anh em, tại vì nó nhiều sản phẩm. Khả năng là em sẽ đăng video hơi trễ chút xíu. Anh em chờ chút xíu nha. Thường là 8:30 thì khả năng tới 9 giờ anh em nghe. 9 giờ sáng á. Đó, búa chỉ là đô này, con này chạy 17 giây, máy đang chạy rất ok luôn. Cũng còn khá là mới anh em.
mã số 2, 1.400.000. Mã số 3, chỉ 600 thôi, một chiếc Miltitude anh em. Con này hay nhầm với lại Milut. Nó có một logo giống như vòng nguyệt quế anh em, những cái lá lúa nó cong lên tay, nó vòng tay hình tròn á. Dây khóa nguyên riêng luôn, chạm với cốt tay. Đúng có logo của Titus này. Chiếc này thì mặt số còn đẹp, nhưng mà cái vỏ còn tương đối thôi anh em nghe. Vỏ còn bình thường, nó không có được có sắc nét lắm. Cũng có dấu vết rồi, nhưng không đáng kể nè. Con này của nam ngang tới 30 này. Dọc thì 21 phải gần 21 anh em. Con này số 3 600. Lên tay là như vậy, con được của nam anh em nghe. Tại vì lòng cái dòng nó liền dai thành ra là cái form nhìn to hơn. Chạy mới có tay. Số 3 600. Mã số 4. 500 thôi, một chiếc Caravelle chạy 3 kim. Lên có tay rất êm anh em. Lắp đáy đây, chiếc này thì anh em muốn xem máy em gửi hình qua Zalo nha. Thì vừa nè, mở lắp đáy rất cứng. Con này size gần 32 anh em. Tầm 31,7, không tính đúng. Con này thì cái size nó tương đối thôi, nhưng mà cái nước vàng đẹp lắm. Nước vàng mặt số còn nguyên luôn. Anh nhìn thấy này, nước vàng ok này, mặt số còn đẹp này. Chạy 3 kim. Núm ring có chữ C của Caravelle. Lên dây cũng êm lắm. Góc 12 giờ là góc cột số học trò anh em nghe. Lên tay là như vậy. Dành cho anh nào cổ tay vừa, tầm như em đổ lại là đẹp nè. 16 năm đổ lại. Số 4 500. Số 5. 800 một chiếc Citizen 17G. Chiếc này thì cái vỏ còn tương đối này, bốn chân càng hơi màu chút xíu. Nhưng mặt số bù là mặt số rất đẹp anh em. Mặt số bắt úp rất đẹp. Có những cái đường chấm dây vàng xung quanh này. Con này 17 chân kính chạy mới có tay. Lên dây cũng khá là êm anh em nghe. Lắp đáy này. Con này là Gold Fanatic anh em, bọc vàng. Anh gọi là lắc kê anh em nghe. Lắc kê là một hình thức bột vàng. Sử dụng bộ máy này. Bộ máy của Citizen 17G. Máy đang chạy rất trơn tru. Máy những cái đường sớ dọc anh em. Hướng như vậy này. Còn rất mới luôn. Anh em nếu mà anh em thấy mà ưng con nào hoặc là chốt con nào thì gọi cho em sớm sớm nha. Tại vì thường những cái lô xe của em thì bán như gần như là hết 100% á. Con này là size 36 anh em nghe. 36 không tính đúng, gần 36. Số 5, con này 800. Rất đẹp anh em. Nấm riêng của Citizen luôn, dây khóa linh kiện. Con này em nhớ là lúc đăng đầu tiên á, thì em đăng tới 1.400.000 anh em. Thì về 800 thì em giảm tới 600.000 anh em nghe. Đó. Số 5 800. Mã số 6, một chiếc Watt Time chỉ 5.500 thôi. Một chiếc Watt Time Thụy Sĩ anh em, chạy 17 chân kính có in cấp lock. Chiếc này thì cọc 12, cọc 6 với lại cọc 9, cọc số học trò anh em. Mặt số có lên dầu. Không đáng kể anh em nghe, kiểu nó cũ thôi. Ngoài ra chữ nghĩa còn đầy đủ hết. Tất cả nguyên riêng. Con này dây khóa linh kiện.
Đồng hồ dây da thường dây có linh kiện anh em. Dây da hiện tại thì bây giờ nó không về không còn nữa rồi. Như thế thì khả năng còn. Sử dụng bộ máy này. Đây là một máy watch time theo cái kiểu tổ ong anh em. Nó làm cái vân trên cái máy là nó hình như những cái tổ ong á. 17 sen kính. Trong cái đáy đóng chữ watch time, đóng chữ switch mat đầy đủ anh em nghe. Chiếc này số 6, 550. Size mặt là 34 này, 34 không đấm. Nhưng có linh kiện. Số 7, 400, một chiếc đồng hồ Unitec. Con này của Thụy Sĩ, chạy dòng máy một chân kính anh em nghe. Nên có tay cũng khá là êm. Bộ kim nó mạ vàng, đúng mạ vàng nhưng mà có vỏ là vỏ si đây. Ống nhìn xích mét ở sau này. Vỏ là vỏ si anh em nghe. Những con đồng hồ rất là xưa mới vỏ si, còn hiện tại thì người ta làm vỏ inox hết rồi. Cái thời điểm đó người ta dùng vỏ si đây. Nghĩ là đồng nó si chrome, nó mạ chrome. Số 7 400. Con này thì size ngang của nó là tầm 33,5 anh em, gần 33,5, 33,43. Đúng không? Đúng rồi nè, 33,43. Số 7, con này 400. Con này thì có lịch nó có lịch một góc lịch nhỏ nhỏ góc này anh em nghe. Chữ 31 này. Nhìn kỹ sẽ thấy đó, một lịch chút xíu đây. Lịch đỏ quanh năm luôn. Unitec Super Deluxe. Đó, anh em sưu tầm đồ cổ là con này là siêu cổ này. Bộ máy Thụy Sĩ một chân kính rất cổ. Số 7 400. Xem máy thì gửi qua Zalo nha. Số 8. Chiếc này 1 triệu 2, một chiếc Edok Kingstar 3000. Chiếc này thì chạy máy automatic anh em. Giá khóa linh kiện. Chiếc này thì cái kính kính đá anh em nghe, có trầy. Anh em mà lấy chiếc này em thì đến kính. Đánh lại kính này. Hoặc là thay mới. Cái vỏ nó đẹp anh em, cái vỏ nó kiểu như nó hầm hố lắm. Nó to nhưng mà nó ôm tay lắm, ở dưới nó không có một cái gờ, nó thẳng luôn. Để mở máy chiếc này anh em xem nha. Chiếc này chạy máy dầu máy ETA. Máy mới can luôn nè. 21 chân kính. Riêng bộ máy này không thì nếu mà anh em sửa hoặc là mình sửa lấy linh kiện hoặc là mình đi mua á thì nó cũng tầm bằng cái giá em bán đồng hồ rồi. 21G. Bộ máy rất đẹp, ở dưới có những cái bánh răng màu vàng với lại hộp cót màu vàng đẹp lắm nè. Chiếc này số 8 1 triệu 2, dây khóa linh kiện. Con này size được lắm. 38,5 anh em. Khá ok, nếu anh nào mà tay cổ tay lớn lớn chút xíu đeo đẹp. Tay mà đeo không kèm thì khả năng là em thấy không thích rồi, tại vì hơi to. Cổ tay 17 trở lên mới đẹp anh em. 16 năm trở lên cũng được. Số 8 1 triệu 2. Mã số 9, một chiếc đồng hồ Seiko 5. Automatic 21 chân kính. Chiếc này thì nó sẽ hỗ trợ cái lịch bơm bên em nghe. Bấm nút đây này. Phải có một cái gì cứng cứng bấm mới được anh em. Hỗ trợ lịch bơm ở đây. 21G. Chạy dùng máy 6119. Đó anh em bơm bấm như đây này. Bấm vô cái nút lấy tay bấm mạnh mạnh chút xíu. Đó 5 này. Tại vì nó lâu ngày bơm tới mức độ cái nấm nó bị móp bên trong anh em, nhưng mà nấm riêng con này không thay, hôm nay thay nấm, thay nấm cũng không có đơn giản anh em. Số 9 550, size mặt 37,17 anh em. Hình thức cũng khá ok, mặt số thì có cái những cái chấm dạ quang cọc số thì nó trúng màu anh em nghe, còn ngoài ra thì ổn hết.
chìa khóa linh kiện. Con này máy cũng ok lắm. Máy móc đây anh em. Máy còn ok, cái búa còn bóng loáng luôn nè. Những chiếc đồng hồ này thì em đã lau vào văn chỉnh rồi, anh em yên tâm nha. Bên em có bảo hành đầy đủ hết. Thì anh em biết những chiếc đồng hồ này về lau vào thì xong xuôi thì cũng mắc mấy trăm rồi. Thì gần như là cái giá này gần như là giá bỏ dưới rất nhiều so với giá vốn bỏ ra nè. Mặt số em nghĩ cũng đẹp lắm. Con này 21G. Lịch bơm là cái lịch ngày, lịch thứ thì 4 giờ. Sa mặt cũng ok nè, con này số 9 550. Số 10 450, một chiếc đồng hồ Lucen. Con này thì nó chạy cái dòng máy điểm coi. Dòng máy Thụy Sĩ anh em. Cái vỏ nó hơi mòn anh em nghe, cái vỏ nó là vỏ si. Đây, dòng máy Thụy Sĩ này. Dòng máy xưa cầu nổi nha. Đó anh em nhìn kỹ nè, nó sẽ nổi một cái cầu lên. 17 chân kính switch đóng góc đây. Đây nó ghi rõ ràng nha, con dạy máy Bulova. Lên dây là chạy liền anh em. Chiếc này là vẫn là vỏ si anh em. Vẫn là đồ xưa, vỏ si và size ở dạng size nó vừa thôi, không có to lắm. Những chiếc này anh em sưu tầm đồ cổ là ok lắm. Size nó là 30 31 anh em, gần 31, 30,08. Mặt số rất hay, mặt số có một cái đường kẻ màu đường đường số mà chữ màu đỏ ôm vẽ này và kim gió màu đỏ. Lai nhai cũng êm lắm. Số 10 450, giá khóa linh kiện. Số 11 900, một chiếc đồng hồ Orange 3 chữ A anh em nghe. Chiếc này thì nó đặc biệt ở chỗ là cọc số nó sẽ đính đá xanh. Cũng rất hiếm anh em. Và cái kính nó một cái lớp dài luôn anh em, lớp từ đây qua đây này. Bao lịch thứ lịch ngày. Lịch thứ thì lịch thứ 24 giờ, lịch ngày anh em nhấn nút này. Đó, nút trên đây này. Để nhấn cho anh em xem nha. Có một cái nút nhỏ ở đây. Anh em nhấn vô. Hiện tại là ngày 10 này. Đó 11. Nhấn là 12 anh em nghe. 13 góc này. Để nó tách cái núm này nè, tách chia ra nó tiện hơn. Con này thì có hộp cốt tay đồng hoàng. Dòng máy Orange 3 chữ A Deluxe 21G. Đang chạy khá là ổn này, mặt số rất đẹp. Mặt số khá đẹp mà lớp dài hay lắm. Thường á, là nó chỉ là một cái lớp nhỏ thôi, bây giờ lớp dài luôn. Nắp đáy Orange 3 chữ A. Con này thì size mặt 36 anh em nghe. 36 vuông á, con này size vuông rất lớn. Cổ tay phần tầm như em trở lại mới đây mới vừa đây. Đó anh em đeo đồng hồ cố gắng đeo đồng hồ mình nhìn thấy cái tay mình nghe. Đó là chuẩn đồ cổ, đồ vintage phải như vậy. Còn anh em đeo lên mà không thấy cái tay luôn á, kiểu như nó tràn nó khỏi đây này thì không đẹp anh em, nó phải tầm tầm đây thôi. Đây đổ lại thôi. Nó ra tới đây là thấy cái tay luôn. Số 11900. Con này vừa đầu thì em mở máy được rồi. Đó. Máy này anh em. Máy cáo luôn, 494321G. Máy rất mới của Orange này, đang chạy khá là trơn tru á. Có hộp trợ có tay đồng hồ. Em nhìn kỹ cái máy nha. 494321G vào của Orange. Những hàng này chắc chắn là hàng nội địa và những hàng chính hãng của Nhật anh em nghe. Mà cũng đồ xưa. Số 11900, giá khóa linh kiện. Mã số 12. Một chiếc đồng hồ Engin, chiếc này mới chuẩn đồ cổ nè. Nhìn biết đồ cổ rồi, nó là kim rúng. Cọc số trò. Lên dây khá là êm anh em.
Nắp đáy nắp anh em nghe. Con này nắp đáy nó kiểu vặn như vậy. Thì phải mở, anh em đợi em xíu nha, phải mở con này kiểu từ từ. Đây, bộ máy này anh em. Bộ máy vuông. Rất đẹp anh em. Của Engine OXA. Em nhớ hình như bộ máy vuông này nó chỉ là máy OXA thôi anh em. Đóng rất đầy đủ cái thương hiệu của Engine, một thương hiệu rất lâu đời anh em. Engine Bulova rồi Benrus là thương hiệu cực kỳ lâu đời, thương hiệu cổ hồi xưa anh em. Chiếc này số 12, 450. Size 31,2 anh em. Số 13 một chiếc kính. Cái thương có logo góc này anh em. Của nữ anh em nghe. Kính này thì nó màu hơi, nói chung có hơi màu chút xíu thôi chứ không phải là màu trắng. 150 gọng màu xanh anh em. Cái ngang của nó là tầm 135 anh em nghe, của nữ. Độ mới rất cao, gần như 100% anh em. Con này thì về nó cũng chưa sử dụng. Anh em về kiểm tra mắt kính này, nó rất là trong, nó không có bị khúc xạ phản xạ này. Những kính này là kính hàng nội địa của Nhật á, hoặc là hàng xuất sang Nhật anh em. Số 13 150. Số 14 một chiếc kính râm, chính là thì nó màu nó hơi màu trà chút xíu, cũng không thương hiệu, gọng trắng. Chiếc này ngang tầm 140 anh em, góc này này, 140, cái mặt nữ mà tầm trung là vừa. 150. Logo thương hiệu đầy đủ nè. Còn khá là mới đây nghe. Màu nó hơi hơi nâu chút xíu. Con quýt số 15, 200, con quýt bằng pin nha anh em. Anh em nhấn cái nút đây á là nó sẽ bung cái nắp lên nè. Xốp xếp vintage của Anba, thương hiệu, một thương hiệu con của Seiko. Size mặt là 42. Xốp xếp vintage anh em nghe. Nó đóng chữ ra bằng góc này nè, góc 6 giờ. Con này là hàng nội địa anh em. Độ mới rất cao. Con này thì anh em lấy thì em sẽ bỏ một sợi dây vào, anh em sẽ vàng vào. Số 15 200. Mã số 16 một chiếc là quýt của Thụy Sĩ anh em. Con này lên cốt tay. Mặt này mặt men anh em nghe. Bộ kim nung xanh, con này kim rúng góc đây. Sử dụng bộ máy này rất cổ cách anh em. Xưa cái vỏ nó vỏ bằng niken. Nó làm những hoa văn bằng tay anh em nghe. Góc này là hoa văn bằng tay hết.
số 16300. Để em đo cái size. Size mặt là 43,2. Số 17, một chiếc squat mặt xanh. Con là thương hiệu Thụy Sĩ anh em, rất quen mặt, dây chung squat luôn. Chạy với dòng máy V8 này, đóng chữ Swiss Made góc dưới. Con này size tầm khoảng 37-38, 37-5 anh em nha, 37,43. Số 17-300, mặt số rất đẹp này. Kính Mica, dòng cho chống nước được anh em. Đi dây chung cũng tiện lắm. Số 17-300. Một con Seiko Chronos, dòng thương hiệu cũng rất là quen mặt của Seiko anh em. Bản này là bản da băng D, hàng nội địa anh em nghe. Bản này là bản Seiko sóng bạc, cũng có cái hai cái dòng chữ trên dưới góc này nè, là hàng bản kỷ niệm anh em. Con này dây còn dài và độ mới gần như 100% á, nhưng rất dài nè, chưa thấy mất dây. Mặt số cũng rất đẹp. Chiếc này là những chiếc gọi là phổ thông ở Nhật anh em, gần như là ai cũng có hết. Con này là size 33,5, rất là vừa vặn anh em nghe. Để mở máy một chiếc này cho anh em xem. Có nhiều anh lại kêu là đồ giảm giá là thì cái chất lượng không có. Nó sử dụng một bộ máy mà có một cái nắp chống nước hoặc là chống từ anh em nè. Đó, anh em nhìn thấy bộ máy không? Có một cái chân kính ở giữa, rất đẹp. Con này là ba chân kính. Em đã bỏ một viên pin của Nhật vào viên vào rồi anh em. Độ mới rất cao anh em nghe. Dây của nó đều có bát riêng hết. Còn cái nắp này nó chống từ này. Những cái dòng này thì chống nước ở mức độ cơ bản anh em. Lịch nhanh. Seiko Chronos. Độ mới rất cao nè, có vỏ nguyên sớ luôn. Số 18-300. Số 19. Cái máy cái con này thì nó cũng tương tự như con số 18 anh em. Con Seiko Landi, con này nó size nó ở tầm ở giữa anh em nghe. Nó thuộc về size Urisex. Cũng là bản da băng nhưng nó là da băng MX. Hàng nội địa anh em. Size mặt là 32,5, không tính đấm. Số 19-300. Đang chạy bình thường, mặt số rất đẹp. Cái con này là những cái chấm, nó nên làm những chấm vàng để mây anh em. Dây vẫn còn ok. Dây tay tầm khoảng 17 năm anh em nghe, 17 năm đổ lại. Số 19-300. Mã số 20, một chiếc đồng hồ Seiko Spirit. Con này thì bản đề mi. Cái niềng với lại những cái dây đề mi anh em. Nó mạ vàng luôn. Cọc số là mã. Mặt màu vàng châm banh rất đẹp. Cũng là dây đúc anh em. Con này dây đúc. Những cái lỗ nhỏ nhỏ nên anh em tháo mất dây nghe. Hình thức cũng khá là mới anh em. Dây còn dài tầm khoảng 17,5 đổ lại. Đâu có sai mặt luôn. Size mặt 34 anh em.
Con này sẽ mặt lớn hơn con kia chút xíu. Gần 34, số 320, 300. Số 21, một con form vuông anh em, hay gọi là form tanh của Citizen Excel. Chiếc này thì vẫn là bản đề mi với nấm với cái niềng tray nó mạ vàng. Đắp đáy nó đóng chữ Citizen và nó bản này bản da băng. À, giá bộ tay số 9 anh em nghe. Nói chung cái thông số với anh em, cái những cái thông số này thì anh em có thể tra được này, có ý nghĩa của nó riêng á, chứ không phải là nó ghi tào lao đâu. Xe mặt 28,5 vuông, nó tầm khoảng 33 đến 34 nếu tính tròn rồi em, tầm đó. Lên tay của nam anh em nghe, cái dài nó khoảng 16 năm, hơi chặt chút xíu nè, tầm 16 năm đổ lại. Bộ dây rất đẹp anh em, bộ dây đúc nhìn rất hay luôn á. Con này form mỏng lắm, nó tầm 6 ly thôi. Số 21, 300. Số 22, một con pin thời trang chạy máy Nhật. Cái mặt số làm rất đẹp anh em, mà cái cọc số hộp trò kim là kim xanh, dây thép đúc, khóa gập hai đầu. Chiếc này là size ngang của nó là size 27,5 anh em nghe. Còn dọc là tới 32,24. Số 22,300. Đang chạy bình thường anh em, chạy máy Nhật. Cái dây của nó thì nó còn cũng tương đối dài. Nó tầm khoảng 18 năm anh em, tầm khoảng 18 năm đổ lại. Số 32,300. Số 33, một con Seiko Titanium 300. Chiếc này thì nó quá đẹp anh em, và nó siêu nhẹ luôn. Nói chung cái dòng này thì anh em nên mua một chiếc để mình đi làm, đi mưa rồi này nọ đó. Bản này bản Titanium, gần như là full luôn, tất cả là Titan hết. Không biết là có đúng được phải Titan không, nhưng mà nó là Titan gần như 100% anh em. Size mặt 30, gần 38, 37,78 nè, không biết làm con số hơi lẻ lẻ. Hiện tại nó chuẩn bị giải ngày anh em, lịch nhanh anh nghe, lịch nhanh cả hai luôn. Số 23,300. Ở trong thì còn thấy bắt dây rồi, và cái vỏ nó làm titan đóng triện đầy đủ anh em, đóng ở góc này này, titanium D này, không biết D là cái gì, của Seiko. Cái màu của nó thì titan anh biết rồi, nó sẽ màu nó hơi ngã chút xíu, nó kiểu như hơi ngã màu xíu này. Bản thân titan là cái màu như vậy rồi. Mặt số rất đẹp luôn, đeo một cái đồng hồ nó rất nhẹ này, như thép đeo nhẹ hơn như da này. Số 23,500. Titan thì nó sẽ có một ưu thế là nó sẽ chống trầy và chống va đập rất là mạnh này, và nó lợi thế rất lớn của nó là nó nhẹ, cực kỳ nhẹ. Số 24, một chiếc đồng hồ Seiko quạt. Con này như đang hết pin anh em, hết pin em chưa thay kịp. Dây chung anh em nghe, nó về chung sẽ dây chung. Con này chỉ quạt bình thường thôi, dòng cái nắp đáy như vậy anh em mở cái nút này ra, xoay đi giống mình mở nắp đáy thì nó sẽ có một cái chỗ bỏ pin. Con này như với vừa hết pin xong. Xe mặt 36, không núm, số 24,300. Cái mặt số cũng ok nên mặt số ok, và cái form nó giống như form một con đồng hồ KX hay là GX á, form một form cái càng mà càng thẳng này anh em. 24,300. Dây này thì thoải mái anh em nghe.
Mã số 25, một chiếc đồng hồ Anna chạy pin 6 kim. À con này em sẽ mở máy cho em xem cái máy này. Thay đây. Bộ máy của da băng rõ ràng anh em nghe. Cốc này này. Đó anh em nghe tra cái dòng này được. À con này em sẽ thay viên pin nhặt cái này. Con này nó về với viên pin Vinix, viên pin không chính hãng. Tất cả là full thép, chạy chrono wrap, chạy dòng máy nhặt. Nó đóng trên rất nhiều con đồng hồ cao cấp anh em, cái dòng máy này á. Hiện tại dòng máy là cái dòng máy này dòng máy cũ hơn cái đời mới một xíu, nhưng mà nó được đánh giá là nó tốt hơn. Số 25 300. Mặt số Panda rất đẹp anh em. Có một niềng tắt hay máy ở trên, niềng nó không xoay được nha. Và cái nút nhắn đây là nút chrono wrap này. Chiếc này chrono wrap là cái đồng hồ gấp 6 giờ đây, đồng hồ nhỏ 6 giờ. À, size 38 anh em, gần 38, 37, 97, 300. Gần như là không đủ tiền sợi dây và cái máy này. Số 26 300, một chiếc Citizen máy pin. Chiếc này thì cái độ mới nó rất cao. Anh em nhìn kỹ cái độ mới này. Cái dây nó mạ vàng đẹp lắm, mà cái mặt số không có dấu vết luôn. Nắp đáy đóng chữ xe băng và cái màu tây 12. Con này cũng hàng nội địa của Nhật, lên tay rất đẹp anh em. Con này thì cái form này em nghĩ là cho anh làm một kỹ tủ hơi lớn chút xíu là ok. Con này xây ngang là 30,5, xây dọc tính theo cả cái tới cái đoạn dây thì nó tầm khoảng 35,7. Số 26 300, hình thức cũng rất ok, độ mới rất cao anh em. Số 27, một chiếc đồng hồ Seiko quạt. Con này cũng là hàng chính hãng và hàng nội địa Nhật anh em. Nó bản là da băng A, full thép inox, form cũng mỏng. Con này xe ngang là 32,6 này, 32,6 tính đây, size gần vuông á. Dây khóa của Seiko luôn, dây riêng anh em nghe. Con này thì nó sẽ khác những con khác, mình nghĩ là dây nó sẽ mềm hơn, nó không phải cái dòng dây mà dây mắc gạo này. Nó đặc biệt ở chỗ đó, dây nó sẽ hơi kiểu như dây lụa chút xíu, nó ôm tay hơn con đồng hồ khác. Mặt số có những sới dọc như vậy anh em, lịch nhanh luôn, hình thức còn khá ok á. Số 27 300. Mã số 28, một chiếc đồng hồ chạy máy nhặt. Còn con này cái trụ kim hơi ố anh em nghe. 300. Made in Japan anh em, chạy máy nhặt. Con này là thương hiệu như của Ý thì phải. Con này phong vuông, sang phong vuông 27 anh em, 27,6. Không tính đúng. Số 28 300, anh nhìn kỹ mặt số này. Raymond Lau, chạy máy nhặt. Số 29 là chuyển sang cái lô này, là chuyển sang góc này nữ thế này, thì 150 thôi. Một chiếc Anba. Bản này là bản da băng hàng nội địa. Vỏ mạ vàng. Con này là vintage anh em nghe. Nó sẽ cọc kim, nó sẽ làm theo kiểu cổ. Size mặt 22,7. Không tính núm. Số 19, 29 150. Số 30, một chiếc đồng hồ Fossil. Thương hiệu này nó hay đóng đi những con đồng hồ, nó đồng hồ mà xách tay từ Mỹ về nè. Thương hiệu Fossil này nó rất phổ biến ở Mỹ. Size ngang là 21,6, 21,13 chứ, 21,13. Mặt số rất ok, mắt rất đẹp, kiểu nó khảm trai. Núm cái khóa riêng của Fossil và dây riêng luôn.
30 150. Số 31, một chiếc O-ring này, O-ring có tay này. Cái khóa ring. Nó có tay cũng khá là êm. Nó đóng chữ 23, không biết phải 23 nhân kính không. Đúng ring của O-ring. Lớp đáy cũng O-ring luôn em. Nó ghi là Rhodium Phthalate. Con này là cái vỏ nó mạ bằng một cái chất gọi là kim loại là rhodium anh em. Thì cái rhodium anh em kiểm tra nó đắt tiền gấp 6 lần vàng anh em nghe. Nó đắt gấp 6 lần vàng, nó chuyên mạ ra những con đồng hồ cao cấp như Rolex. Những cái máy của Rolex ấy, nó mạ cái chất này. Cái dòng kim loại đắt tiền này. Xe mặt 20,08, không tính đúng, mặt số còn rất ok, chạy hai kim, lấy có tay, chạy mới có tay em nghe, không phải pin, và cái nắp đáy sau đóng chữ Rhodium Phthalate, cho anh em nhìn kỹ và chụp lại cái chữ này Rhodium để mình tra trên mạng cho chính xác anh em nghe. Dây khóa linh kiện mà cái khóa ring dây linh kiện số 31 trong 150. Số 32, một con Seiko có tay này, con này là Seiko có tay. Lên có tay. À con này chạy 3 kim anh em nghe. Con này thì nó chạy 3 kim. 21G. Tất cả nguyên ring. Con này thì nó full thép inox, không phải mạ. Dây khóa linh kiện. Size nó chậm tương tự. 21,65 anh em. 21,65 không tính đấm. Số 32, 150. Dây khóa linh kiện anh em nghe, nó lan dây nó chạy bình thường như con đồng hồ của nam thôi, không khác gì hết. Con số 33, một con phạt maxi, con này của nữ anh em, niền nó băm, nó tạo những cái đường vân. Con này là bản da băng MN, rất nhiều bản của Nhật anh em. Con này là nắp đáy sau nó chữ Hornet. Size mặt 23,7. Những cái size mà tầm đây là em thấy là hợp lý nè. Đồng hồ nữ em nghĩ nữ không nên đeo size lớn. Nói chung là mỗi người có mỗi cách sở thích khác nhau, nhưng mà em thấy đồng hồ nữ đeo size nhỏ vẫn đẹp hơn. Nhất là những chiếc lắc tay á, những tay như vậy nè. Đeo rất là xinh nè. Nhiều lúc cái hãng nó làm đồng hồ lắc tay nó còn nhìn nó còn đẹp hơn lắc tay ở mình làm nữa, nó đẹp hơn một con lắc tay bằng vàng luôn anh em, nó thiết kế hay lắm. Chiếc này số 33, 150, hình thức cũng khá ok anh em. Số 34, một con đồng hồ thời trang, nó làm kiểu vỏ nó mạ như đồng anh em, nó làm thứ kiểu là kiểu cái vỏ với lại cái nắp đáy nó là bằng tay á. Mặt số thì học trò, kim thì kim bắt kim xưa, kim như con quýt á, và cái mặt số là cái màu vân gỗ sớ ngay như vậy này, đó từ góc 10 giờ đến góc 3 giờ, cái nấm ring, cái khóa ring của nó luôn, dây cũng ring luôn. Con này của Yasik, chạy máy Nhật, số 34, 150, lên tay cũng rất hay này, xe mặt 25,6, lên tay cũng rất hay. Nhìn cổ điển lắm. Số 35, 150, một chiếc đồng hồ Seiko, hàng nội địa của Nhật. Con này là chạy máy Nhật anh em nghe. Để mở máy này cho em xem, mở máy hộp nữ cho em xem cái máy như thế nào. Đó, anh em nhìn cái kỹ cái máy này. Hiện tại thì chắc chắn là không còn, người ta không ít khi làm những cái máy mình trên nguồn đồng hồ phổ thông như vậy nè. Toàn làm những máy không có chân kính thôi. Con này chạy tới nhỏ quá, điểm kiểm chính coi chính xác là máy chân kính. Hình như là 3 hay 5 chân kính đó. Cái điểm giữa nè. Cái điểm giữa này là đã 4 chân kính rồi. Em nhìn kỹ không? Những chấm màu hồng hồng màu ruby này. Đó, dòng máy 2320A của Seiko.
còn rất ok nè, chạy hai kim, cọc số là mã dài màu xanh khá là đẹp, số 35 150. Số 36 một con chiếc đồng hồ thời trang chạy máy nhạc anh em. Cái mặt số rất hay, nhìn rất dễ thương. Cái vỏ nó mạ vàng còn mới lắm, mới như 100% á. Dây khóa nguyên riêng của nó luôn. Chiếc này là 150. Size mặt 25,03. Em quay nhiều lúc cái con nào em quay qua nhanh quá thì anh em nhắn qua Zalo để em gửi hình coi lại nghe anh em. Nếu mà quá nhanh á, tại vì nó nhiều mà đứng lâu thì cũng mệt. Con này Senko Spirit liền với lại cái dây đề mây này cũng mới cũng cao lắm, gần như chưa sử dụng luôn á. Ở sau chỉ da xích, hình như da xích là trên con này thì phải, đúng rồi em, thương hiệu giống nhau này. Lên tay đẹp lắm đó, cái bản đề mi thì lúc này em thấy cũng hay, nó hai màu nhìn đẹp hơn. 24,35, tất cả máy móc đều rất chuẩn anh em. Em cũng thay pin pin của Nhật rồi, pin hàng nội địa luôn á, hàng chính hãng của Nhật luôn á, thành ra anh em mua về tặng không có ngại nghe, không có ngại. Số 37 150. Số 38 một chiếc đồng hồ Arevly, chiếc này của Thụy Sĩ này, chạy máy Thụy Sĩ. Con này thì nó làm kiểu giống con số 26 của Nam, con chiếc này này, cái màu nó giống hệt nhau luôn. Ở dưới thì nó ở trên nó mạ màu vàng. 150. Size 21,2 không tính lắm, số 38. Số 39, những con này là lắc tay anh em, kiểu dạng lắc tay. Một con Miracle của Pháp, bản này là bản của Nhật, hàng nội địa, nó chạy máy Nhật anh em. Đó, tất cả nó ghi này XX cộng GB, có nghĩa là thép inox cộng Gold Flatic anh em. Đó, thép inox này, Gold Flatic là cái vàng này. Hình thức lắc kê vàng cũng khá dài á, mặt màu vàng, dây tay tầm khoảng 16 năm đổ lại anh em nghe. 21,65, số 39 150. Con tiếp theo con số 40, một con Givenchy, thương hiệu của thương hiệu này của Pháp anh em, nhưng mà chạy máy Thụy Sĩ. Con Thụy Sĩ anh em nghe, số 40 150, cái mặt số anh em thấy không, khá đẹp, chạy hai kim. Con này size cái mặt lớn chút xíu, nó lớn hơn con kia chút xíu, 25,12, 40 150, dây tay tầm khoảng 16 năm đổ lại anh em, 16 độ năm đổ lại. Bốn mốc dưới này nè, em lắp của đoạn này hình hơi lỏng chút xíu. Bốn mốc, một con đồng hồ Seiko S-Line, cái dòng này thì cũng khá cao cấp với Seiko anh em, dây khóa đúc luôn em, dây đề mi luôn, mặt số cũng rất đẹp. Nắp đáy này Seiko MX, da băng MX, con này là bản nội địa luôn. Hai 3,57, nếu mà tính ra tiền Việt mà để mua những con này mới này, thời điểm mà người ta mua nó tới tầm khoảng 2 đến 30 ngàn yên, từ 4 đến 6 triệu anh em nghe. Em nhớ đầu lúc về những con như vậy nguyên cái táp này, còn nguyên cái táp, một cái táp nó cọc cọc ở đây đưa cái dây ra thì nó đóng tầm trên tầm khoảng trên 20 ngàn yên không à. Nếu anh em nhân với tỷ giá yên bây giờ so với tiền Việt Nam thì tầm khoảng 180 đến 190 thì nó đâu đó tầm khoảng gần 4 triệu. Nếu mà 330 ngàn yên thì tầm khoảng 5,8 triệu hay là 5,5 triệu trở đây anh em. Những cái dòng này mua mới rất cao.
dây tay 16 năm đổ lại này nha. Xe mặt điểm đo lại 23,5, không tính nấm. Số 41 150. Số 42 một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ, một chiếc gai gì đó của Thụy Sĩ anh em. Chiếc này cũng gọi là bản đề mi anh em. Hình thức cũng khá ok anh em. Để mở máy chiếc này cho anh em xem nha. Đó, cái dòng máy này. Dòng máy V8 chính hãng của Thụy Sĩ này, nó khác. Nó rất khác anh em nghe. Riêng cái máy này không anh em đi mua là 1 triệu rồi. Hoặc đi sửa là cũng phải rất là nhiều tiền anh em. Nó đóng là rất nhiều con đồng hồ, ví dụ như Longines cũng có, Technot, Watch Time, những con đồng hồ đời mới đều đóng dòng máy này. Gucci này nọ đi đóng dòng máy V8 này. Chạy hình như là điểm coi. V8 7 chân kính. Cái dòng máy mà đi mua là mày lắm. Để em bóp lại cho nó vào luôn. Khá cứng rồi này. Cái này để phải lấy bằng FF. Số 42 150. Máy đang chạy bình thường anh em. Anh nào mà mua con này về lấy máy thay thế cũng được. Xe mặt 24 150. 43 một chiếc đồng hồ Seiko. Seiko có tay nè. Cái dây nó hay lắm. Cái dây nó làm kiểu như nó óng ánh lắm. Hay gọi là dây vải rồng. Anh em hay nói với nhau á. Lên có tay. Mặt số còn ok anh em. Mặt số còn ổn. Con này bọc vàng trắng anh em nghe. Số 43 150 chạy mới có tay. Con này thì nó kiểu lắc tay nên size nó bé. Size ngang là 14,78. Số 44 này nằm phía trên đây anh em nghe. 44 đây nè. À, một con Seiko automatic chạy máy automatic anh em nghe. Lên dây có hỗ trợ lên dây này. Hỗ trợ địch nhanh luôn. Những cái dòng này cũng tiện lắm, nó không khác gì đồng hồ nam. Đó, lên dây có thể tiếng Nhật và tiếng Anh. Thứ hai, thứ ba. Cái dây này tầm khoảng 16 năm đổ lại anh em. Tầm khoảng 16 đổ lại thôi, 16 đổ lại. Dây khóa nguyên ring của Seiko. Máy không cần mở anh em nghe. Chạy dòng máy Seiko automatic của nữ. Mặt số rất đẹp anh em. Xe mặt 24 phải mặt 25. Số 44 150. Số 45 một chiếc đồng hồ của nữ, chiếc này làm chạy máy có tay anh em, không phải automatic có tay. Mặt số màu xanh, nó có một đường băng ở giữa khá đẹp. Anh em thấy cái đường băng ở giữa không? Đó. Nó chỉ tấm chữ 2 bit luôn. Con này chạy máy 2 bit trên tốc khoảng 28.800 dao động. Vẫn là cái vỏ nó mạ bằng trắng anh em nghe. Bọc vàng trắng, White Gold Fanatic. Số 45, 150. Cái mặt số xanh rất là nổi anh em. Size ngang là 19,98 gần 20. Dây tay của nó là dài anh em. Dây tay là 17 năm đổ lại đúng không ạ? Dây tay rất đẹp này. Những con đồng hồ đeo rất là sang. Nên nhìn kỹ nè, cái mặt nó nổi bật lắm. 46 một chiếc đồng hồ mặt vuông của Challex. Cái thương hiệu này cũng khá là quen anh em. Con này có một cái kính như kính sapphire rất đẹp. Bóng loáng luôn. Cái kính nó ôm nó tới tràn viền anh em nghe. Giống như mấy con radio á, mấy con radio của Nam á. Chạy máy nhặt. Dây khóa nguyên ring, dây này dây đúc luôn. Con này của Nam thì quá đẹp. Cụ nữ quá. Đây,
lên tay đúng 16 năm và cái mặt số rất đẹp anh em, mặt số bóng loáng luôn, có một cái kính ôm đẹp lắm. Số 10, số 46 150, lên tay 16 năm. Số 47 một con đồng hồ Yu, con này là nó hết pin anh em. Con này cũng là bản của Nhật luôn, nội địa. Ở sau có một miếng dán của Oren này, con này chạy máy Oren. Đó, dây dở đúc đẹp luôn. Rất chắc chắn luôn em. Giờ tay 16 năm đổ lại. Size vuông, nó chiều ngang nó là 19 anh em, 19. Số 47 150. Số 48 một chiếc đồng hồ lắc tay, đó, lắc tay như em nãy mới đưa cho anh em xem. Những con lắc tay như vậy rất là xinh em. Nó gia công cái màu sắc em thấy nó gần như là nó không thua kém bất cứ một cái mẫu vàng trắng nào hết em. Nếu màu vàng còn đẹp hơn vàng vàng nữa. 48 150. Mặt số nó rất là vừa vặn, nhìn cũng thấy rõ anh em nghe. Chứ không phải thấy rõ này, để em đeo cho anh em xem này. Ví dụ như mình đeo lên tay mình đeo xa xa chút xíu mình cũng thấy là đây là tầm khoảng mấy giờ đây? 8 giờ 20 á. Không cần không nhất thiết phải đi cây sát như vậy anh em. Họ làm một nghiên cứu tính toán hết rồi. Cái dây tay của nó còn rất dài anh em, tầm khoảng 17 đổ lại. Trong cái mắt dây nó đóng một cái chữ góc này anh em. Ra băng đây này. Đó. Rất kỹ. Mặt số thì rất bé nè. Mặt số nó to hơn cái dài xíu thôi. 14,5. Số 48 150. Cái chiếc cuối cùng của lô này anh em. Anh thông báo lại cho anh em là lô này em đang giảm giá anh em nha. Và cái mức giảm giá thì em đã áp dụng trên những con đồng hồ rồi. Nếu anh em xem những video của em thường xuyên á thì những con này em đăng lần hai là anh em biết rồi. Hiện tại thì nó sẽ giảm tới gần 50% anh em. Những con thì em còn giảm hơn nữa. Anh em nếu mà thấy con nào ok thì cứ gọi và nhắn tin qua số Zalo và số điện thoại em nha. Chúc anh em cùng ngày mới tốt lành. Xin chào.